sân vận động AIA đã hoàn thành việc lắp đặt mái che cho khán đài phía Tây, qua đó nâng cao trải nghiệm cho cổ động viên. Ở thời điểm hiện tại, 80% khán đài sân vận động này đã được bao phủ bởi mái che. AIA là sân bóng nằm trong công viên KMX tại thủ đô Phnom Penh của Cambodia. Đây là sân nhà của câu lạc bộ IS Aidankor Senkhay, đội bóng đang chơi tại giải ngoại hạng Cambodia. Trong 2 năm gần đây, sân vận động AIA liên tục được cải tạo nâng cấp để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khán giả. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 3.000 chỗ ngồi.